Tiếp tục các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len màu trắng, sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó ở chân móc xích thứ hai tính từ kim. Đây là chân móc xích thứ nhất. Đây là chân móc xích thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc xích thứ hai này và móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp theo đó ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi nửa kép thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi nửa kép thứ hai. Vậy là ở hai chân này, mỗi chân mình đã vừa móc xong một mũi nửa kép. Tiếp tục, ở chân kế tiếp mình sẽ móc vào đây một mũi móc kép. Tiếp theo đó, ở chân kế tiếp cũng là chân móc xích cuối cùng, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình 5 mũi móc kép vào cùng một chân. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào chân móc xích cuối cùng và móc vào đây mũi móc kép thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân móc xích cuối cùng và móc mũi móc kép thứ hai vào cùng một chân. Rồi, mình lại tiếp tục đâm kim vào cùng một chân này và móc mũi móc kép thứ ba. Mình tiếp tục móc mũi móc kép thứ 4. Và mình tiếp tục móc mũi móc kép thứ 5 vào cùng một chân. Rồi, vậy là ở mặt bên này, mình vừa móc xong 5 mũi móc kép vào chân móc xích cuối cùng. Sau khi mình xoay ngược cái vòng móc này lại, thì chân cuối cùng của mặt bên này sẽ là chân đầu tiên của mặt bên đối diện. Vậy là tương đương, ở chân đầu tiên của mặt bên đối diện thì mình đã vừa móc xong 5 mũi móc kép vào cùng một chân. Tiếp tục thì ở chân thứ hai mình sẽ móc vào đây một mũi móc kép. Cái đoạn len thừa này các bạn sẽ móc dấu kèm cho mình ha. Rồi mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc vào đây một mũi móc kép. Tiếp theo đó ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc mũi nửa kép thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc mũi nửa kép thứ hai. Vậy là ở hai chân này, mỗi chân mình đã vừa móc xong một mũi nửa kép. Tiếp tục ở chân kế tiếp mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Rồi. Đến đây thì các bạn có thể cắt cái đoạn len thừa này đi. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ kéo cái len này dài ra và mình sẽ cắt len này tại đây. Tiếp theo đó các bạn lấy cho mình một cái kim khâu len và mình sẽ luồn cái sợi len chúng ta vừa cắt qua cái kim khâu len này. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã móc. Mình sẽ đâm xuyên qua hai tép chân của cái chân đầu tiên này. Tiếp theo đó các bạn sẽ đâm kim vào giữa hai tép chân của chân móc đơn cuối cùng chúng ta vừa móc xong. Đây là hai tép chân của chân móc đơn cuối cùng
mình sẽ đâm kim vào giữa hai tiếp chân này rồi kéo lên qua. Rồi còn cái phần len thừa này bây giờ các bạn sẽ giấu nó đi. Rồi mình đã móc xong một cái cánh vịt ha. Ở đây thì các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là hai cái cánh vịt. Tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần chân vịt này. Tuy nhiên thì cách móc phần chân vịt nó cũng khá là khó móc á, nên là mình sẽ tạm thời thay cái len milk cotton 50g này thành len milk cotton 125g để các bạn dễ nhìn hơn ha. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len màu cam như thế này. Tiếp theo đó các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp tục, các bạn sẽ móc vào bên trong vòng tròn ma thuật này 6 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất, mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Mình sẽ tiếp tục móc mũi móc đơn thứ hai, móc tiếp mũi móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm và cuối cùng là mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi các bạn đã móc xong cho mình 6 mũi móc đơn thì các bạn sẽ tiếp tục kéo xiết sợi dây của vòng tròn ma thuật này lại. Tiếp theo đó các bạn sẽ đâm kim vào ở cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục để móc lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ hai này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là 1, 2, 1, 2. Mình sẽ ví dụ cụ thể ở đây. Ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Tiếp tục, chân thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Sau đó ở chân thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, chân thứ năm các bạn móc cho mình 1 mũi móc đơn. Và ở chân thứ sáu, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ hai. Để kết thúc hàng này, mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ ba này, các bạn sẽ móc như sau. Ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, mình sẽ tiếp tục đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong.
Tiếp theo đó các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. Và khi móc hai mũi móc xích này các bạn sẽ móc lỏng tay ra cho mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ móc mũi móc xích thứ nhất và mũi móc xích thứ hai. Sau khi móc xong hai mũi móc xích thì tiếp tục các bạn sẽ bỏ qua hai chân móc và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Đây là cái chân đầu tiên mình vừa móc xong một mũi móc đơn. Đây là chân thứ nhất mình sẽ bỏ qua nè. Chân thứ hai mình bỏ qua. Và đây là chân thứ ba, mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba này và móc vào đây một mũi móc đơn. Rồi, ở đây nó sẽ có một cái lỗ như thế này ha. Lát nữa mình sẽ quay lại đây để mình móc vào hai bên hàng này. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc tiếp hàng thứ ba. Bây giờ ở hàng thứ ba này còn 5 chân móc thì ở mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Đâm kim vào chân thứ ba, móc mũi móc đơn thứ ba. Đâm kim vào chân thứ tư, móc mũi móc đơn thứ tư. Và đâm kim vào chân thứ năm, móc mũi móc đơn thứ năm. Và đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ ba. Để kết thúc hàng này, mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ tư này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức. Cứ cách 2 mũi móc đơn đến chân thứ 3 các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ ví dụ cụ thể ở đây. Ở hai chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi rồi. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Tiếp tục ở chân thứ hai. Ở chân thứ hai tức là cái mũi móc xích thứ nhất ở của hàng thứ ba nè. Đây sẽ là cái chân thứ hai của hàng thứ tư. Mình sẽ đâm kim vào tiếp chân của cái mũi móc xích này. Đây. Đây là hai mũi móc xích nè. Mũi móc xích thứ nhất, mũi móc xích thứ hai. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào một cạnh ở phía bên trong, ở phía bên trong của cái mũi móc xích đầu tiên. Mũi móc xích đầu tiên đây. Và móc vào đây một mũi móc đơn. Rồi, sau khi các bạn móc xong hai mũi móc đơn thì tiếp tục đến chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Và cái chân thứ ba này chính là cái chân móc xích thứ hai. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba nè. Chân thứ ba chính là cái chân móc xích thứ hai của hàng thứ ba. Đây mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào cùng một chân này và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Sau khi móc xong hai mũi móc đơn thì đến chân thứ ba, mình lại móc vào đây hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân thứ ba. Tiếp tục ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai.
Sau khi móc xong hai mũi móc đơn thì đến chân thứ ba mình lại móc vào đây hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ tư. Để kết thúc hàng này, mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục để móc lên hàng thứ năm, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Tiếp theo đó, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi nửa kép vào đây. Sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và móc một mũi nửa kép. Tiếp theo đó, ở chân thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn lại tiếp tục đâm kim vào cùng một cái chân thứ hai này và móc vào đây một mũi dời. Tiếp theo đó các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. 1 2 Sau đó các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo, ở chân thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục, các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. 1 2 Sau đó các bạn lại đâm kim vào cùng một chân thứ tư và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ năm và móc cho mình một mũi nửa kép. Tiếp theo đó, ở chân thứ sáu, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi nửa kép. Tiếp tục, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó, các bạn lại đâm kim vào cùng một chân thứ sáu và móc vào đây một mũi dời. Tiếp theo đó, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi mình sẽ kéo len và cắt len này tại đây. Cái đoạn len thừa của cái vòng tròn ma thuật này các bạn sẽ cắt ngắn đi cho mình. Mình sẽ chỉ cắt chừa ra một đoạn ngắn phía bên trong thôi ha. Rồi, còn cái phần len này bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình một cái kim khâu len để mình giấu nó đi. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc lên cái phần cẳng chân. Cái phần này thì cũng dễ móc thôi, tuy nhiên thì nó sẽ hơi khó nhìn. Nó chỉ hơi khó nhìn thôi. Rồi,
Đầu tiên thì lúc nãy thì ở khi móc hàng thứ ba chúng ta có bỏ qua hai chân móc. Ở hai chân móc này, bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân thứ nhất này. Chân thứ nhất mình bỏ qua, chân thứ hai mình bỏ qua. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào cái chân thứ nhất này. Rồi các bạn sẽ tiếp tục lấy cho mình một đoạn len màu cam. Và mình sẽ luồn nó qua khỏi cái chân đầu tiên. Cái phần len thừa này bây giờ mình sẽ móc dấu kèm trong cái quá trình mình móc ha. Tuy nhiên thì để các bạn dễ nhìn hơn thì mình sẽ kéo nó ra đằng sau để mình sẽ kéo nó ra đằng sau để mình dễ nhìn hơn. Còn các bạn thì các bạn cứ móc dấu kèm cho mình nha, để sau mình khỏi cần dấu len á. Rồi sau khi kéo len qua thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi đầu tiên thì mình sẽ xác định số lượng chân móc cho cái hàng ở cẳng chân này. Mình sẽ móc cái hàng đầu tiên của cái phần cẳng chân ha. Đây là cái chân đầu tiên mình vừa kéo lên qua. Đây là cái chân thứ hai mình bỏ qua. Rồi bên này thì sẽ có hai mũi móc xích. Lúc nãy mình móc hàng thứ ba mình có hai mũi móc xích ở đây. Đây hai mũi móc xích nè. Hai cái chân mình bỏ qua. Còn hai bên này, hai bên này là cái phần giao nhau giữa cái phần hàng thứ hai và hàng thứ ba ở hai bên này. Bây giờ là mình sẽ móc một mũi đơn vào cái chân thứ nhất này. Cái chân thứ nhất mình bỏ qua nè. Bây giờ mình sẽ móc một chân móc vào đây. Đây là chân thứ nhất. Đây là chân thứ hai. Ở hai cái phần giao này mình sẽ móc một cái chân móc đơn vào đây. Đây là chân thứ ba nè. Rồi hai chân này là hai chân móc xích ha. Thì đây sẽ là chân thứ tư, chân móc đơn thứ tư. Đây là chân móc đơn thứ năm. Và ở cái phần giao giữa phần chân cái phần giao nhau giữa hàng thứ ba và hàng thứ hai thì mình sẽ móc tiếp ở đây là một mũi móc đơn là chân thứ sáu. Rồi mình sẽ đếm lại ha. Rồi đây là chân móc đơn thứ nhất, chân móc đơn thứ hai, chân móc đơn thứ ba, chân móc đơn thứ tư, chân móc đơn thứ năm và chân móc đơn thứ sáu. Rồi bây giờ mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa kéo lên qua. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Tiếp tục ở chân thứ hai mình cũng sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp theo đó, ở phần giao nhau giữa hàng thứ hai và hàng thứ ba này, mình sẽ đâm kim vào giữa hai hàng này. Mình sẽ đâm kim vào cái góc này ha. Đây cái phần giao nhau giữa cái phần giao nhau giữa hàng thứ hai và hàng thứ ba. Mình sẽ đâm kim vào phần giữa hàng thứ hai và hàng thứ ba và móc vào đây một mũi móc đơn. Đây sẽ là mũi móc đơn thứ ba. Rồi tiếp tục thì mình sẽ đâm kim vào cái cạnh còn lại của hai cái chân móc xích lúc nãy mình đã móc ở hàng thứ ba. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào ở cái chân móc xích thứ nhất. Và móc vào đây một mũi móc đơn. Đây là mũi móc đơn thứ tư. Tiếp tục và ở chân móc xích thứ hai mình sẽ đâm kim vào đây và móc mũi móc đơn thứ năm. Rồi tiếp tục thì mình lại đến cái điểm giao nhau giữa hàng thứ hai và hàng thứ ba. Hàng thứ hai và hàng thứ ba mình sẽ tiếp tục đâm kim vào giữa hai hàng này.
và móc vào đây một mũi móc đơn nữa. Đây là mũi móc đơn thứ 6. Rồi, ở đây thì mình đã vừa móc xong 6 mũi móc đơn. Và để kết thúc cái hàng đầu tiên của phần cẳng chân, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Rồi, mình đã được một cái hàng như thế này. Một cái hàng, đây là hàng đầu tiên của phần cẳng chân. Tiếp tục thì hàng thứ hai và hàng thứ ba, cái móc sẽ tương tự như nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái móc hàng thứ hai. Hàng thứ ba thì các bạn cứ lặp lại giống như hàng thứ hai. Để móc lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ hai này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Chân thứ hai các bạn cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Chân thứ tư một mũi móc đơn. Chân thứ năm một mũi móc đơn. Và chân thứ sáu móc một mũi móc đơn. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ hai. Để kết thúc hàng này, mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Tương tự giống như hàng thứ hai thì ở hàng thứ ba này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Chân thứ hai mình cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Chân thứ tư móc một mũi móc đơn. Chân thứ năm một mũi móc đơn. Và chân thứ sáu một mũi móc đơn. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ ba. Và để kết thúc hàng này, mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Rồi, tiếp theo đó các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ kéo cái len này dài ra. Sau đó các bạn sẽ cắt len này tại đây. Rồi sau khi các bạn cắt len thì các bạn sẽ được một cái chân như thế này. Các bạn sẽ chừa một đoạn len dài tầm 15 đến 20 cm để mình may vào cái phần thân ha. Ở đây thì mình sẽ may. Ở đây mình sẽ móc hai cái chân như thế này. Tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần mỏ của con vịt này. Các bạn lại lấy cho mình một đoạn len màu cam, sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Và cách tạo cái vòng tròn ma thuật này như sau. Các bạn sẽ sử dụng ngón tay cái và ngón đeo nhẫn này, các bạn sẽ giữ cái sợi dây này lại. Tiếp theo đó các bạn sẽ lấy cái sợi len màu cam này, các bạn sẽ quấn hai vòng dây xung quanh cái ngón tay giữa. Bây giờ mình sẽ quấn một vòng dây. Đây là được một vòng. Mình sẽ quấn tiếp một vòng nữa. Đây là vòng thứ hai. Đây là vòng thứ hai. Tiếp theo đó các bạn sẽ cầm cái phần len này, các bạn sẽ để nó lên phía trên cái ngón tay trỏ. Rồi. Tiếp theo đó các bạn sẽ dùng ngón đeo nhẫn và ngón út
các bạn sẽ kẹp nó lại. Các bạn sẽ được như thế này. Tiếp theo đó các bạn sẽ lấy cho mình kim móc. Rồi các bạn sẽ đưa kim móc này xuống phía dưới. Tất cả các vòng dây, tất cả các vòng dây ở trên cái ngón tay giữa này. Sau đó các bạn sẽ này, bây giờ kim nó đang ở dưới hai vòng dây trên ngón tay giữa. Sau đó các bạn, bây giờ các bạn sẽ nhấc cái kim này lên và để nó lên phía trên cái sợi len đang bắt qua cái ngón tay trỏ này. Và các bạn sẽ được như thế này. Hai vòng dây. Đây, nó ở dưới hai vòng dây và ở trên một cái sợi dây như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng cái mũi kim này, cái mũi kim này các bạn sẽ kéo cái sợi len đang ở dưới kim. Đây ha. Mình sẽ kéo nó qua. Kéo qua. Sau đó các bạn sẽ xoay kim. Xoay kim và cố giữ cái vòng dây này ở bên trong kim là mình sẽ đụng như thế này. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Tiếp tục, các bạn sẽ móc vào bên trong vòng tròn ma thuật này 5 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất, mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Mình sẽ móc tiếp mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư và mũi móc đơn thứ năm. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong 5 mũi móc đơn thì các bạn sẽ tháo cái tay của mình ra khỏi cái vòng len. Bây giờ các bạn sẽ cầm cái đầu len thừa này, các bạn sẽ kéo nó lại cho mình. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy có một cái vòng dây nó bị nhỏ lại như thế này. Các bạn sẽ cầm cái vòng dây nhỏ này, các bạn sẽ kéo nó để mình thu ngắn cái vòng dây đầu tiên. Rồi, mình sẽ được như thế này. Rồi các bạn lại tiếp tục cầm cái sợi len này, các bạn sẽ kéo nó tiếp. Rồi, bây giờ thì hai cái vòng dây nó đã thu nhỏ lại ha. Tiếp tục, bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái trong móc đơn đầu tiên mình đang đánh dấu này. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp theo đó, ở chân thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình đâm kim vào chân thứ hai và tiếp tục móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Sau đó ở chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi. Sau khi các bạn móc xong một mũi móc đơn ở chân thứ ba thì các bạn sẽ tiếp tục kéo cái len này dài ra và mình sẽ cắt len này tại đây. Tiếp tục các bạn sẽ lấy cho mình một cái kim khâu len và mình sẽ luồn cái sợi len chúng ta vừa cắt qua cái kim khâu len này. Tiếp tục các bạn sẽ dùng cái đầu kim này, các bạn sẽ đâm xuyên qua cái chân thứ tư. Đây là chân thứ ba mình vừa móc, đây là chân thứ tư. Các bạn sẽ đâm kim vào cả hai tép chân của cái chân thứ tư này. Các bạn sẽ đâm kim này xuyên qua. Tiếp theo đó các bạn sẽ đâm kim vào giữa hai tép chân của cái chân móc đơn chúng ta vừa móc. Đây là cái chân móc đơn chúng ta vừa móc. Đây là cái chân móc đơn chúng ta vừa móc ở chân thứ ba.
là chân móc đơn mình vừa móc, nó sẽ có hai tép chân. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào giữa hai cái tép chân này. Rồi mình sẽ kéo lên qua. Rồi cái phần len thừa này bây giờ các bạn sẽ giấu nó đi. Sau khi giấu xong thì mình sẽ cắt bớt cái phần len thừa này đi. Còn cái sợi len thừa của cái vòng tròn ma thuật bây giờ các bạn có thể cắt ngắn đi cho mình. Rồi, mình sẽ cặp đôi cái phần đây này lại. Mình sẽ để cái phần mặt phải của nó ra bên ngoài, còn mặt trái nó vào bên trong. Rồi, mình đã móc xong cái phần mỏ vịt ha. Tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần túi dâu. Các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len màu đỏ. Sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Tiếp theo đó các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ móc vào bên trong vòng tròn ma thuật này 6 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất, mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Mình sẽ tiếp tục móc mũi móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm và cuối cùng là mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi các bạn đã móc xong cho mình 6 mũi móc đơn thì tiếp tục các bạn sẽ kéo xiết sợi dây của vòng tròn ma thuật này lại. Tiếp theo đó các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên này và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục để móc lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ hai này các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là 1212. Mình sẽ ví dụ cụ thể ở đây. Ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Tiếp tục, chân thứ hai các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào cùng một chân này và móc tiếp mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Vậy là ở chân thứ hai này mình vừa móc xong hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Tiếp tục chân thứ ba các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó ở chân thứ tư các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, chân thứ năm, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Và ở chân thứ sáu, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Đến đây thì các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ hai. Để kết thúc hàng này, mình sẽ đâm kim vào trong móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào trong móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục để móc lên hàng thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ ba này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn. Mình sẽ ví dụ cụ thể ở đây. Ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn.
Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Tiếp tục, chân thứ hai các bạn móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba mình cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ ba, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ tư này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức. Cứ cách 2 mũi móc đơn, đến chân thứ 3, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ ví dụ cụ thể ở đây. Ở hai chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Chân thứ hai các bạn cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Sau khi móc xong 2 mũi móc đơn thì đến chân thứ ba các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Sau khi móc xong 2 mũi móc đơn thì đến chân thứ ba, mình lại móc vào đây 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Sau khi móc xong 2 mũi móc đơn thì đến chân thứ ba mình lại móc vào đây 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân thứ ba. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ tư và để kết thúc hàng này mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ năm, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ năm này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn. Mình sẽ ví dụ cụ thể ở đây. Ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Chân thứ hai mình cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 5 thì các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời.
Rồi, ở đây thì ở cái phần da lên thừa này, bây giờ các bạn có thể dùng kéo để mình cắt ngắn nó đi. Mình sẽ cắt chừa một đoạn ngắn ra như thế này, rồi mình sẽ đẩy nó vào bên trong. Tiếp tục, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hàng thứ 6. Để móc lên hàng thứ 6, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 6 này, các bạn sẽ móc như sau. Các bạn sẽ lặp lại cho mình công thức, cứ cách một mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ ví dụ cụ thể ở đây, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Rồi, sau khi các bạn móc xong một mũi móc đơn thì tiếp tục mình sẽ móc tiếp một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên và móc một mũi giảm. Rồi, tiếp theo, ở chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi, sau khi móc xong một mũi móc đơn thì tiếp tục mình sẽ móc tiếp một mũi giảm. Rồi, ở chân kế tiếp mình lại móc một mũi móc đơn. Sau khi móc xong một mũi móc đơn thì mình tiếp tục móc một mũi giảm. Rồi, tiếp tục mình móc một mũi móc đơn. Sau khi móc xong một mũi móc đơn thì mình lại móc một mũi giảm. Đến đây thì các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ 6 và để kết thúc hàng này, mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi mình sẽ cắt lên này tại đây. Tiếp tục thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một đoạn len màu xanh lá cây như thế này. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên của hàng thứ 6. Đây là cái chân móc đơn đầu tiên. Rồi. Bây giờ mình sẽ kéo cái len màu xanh này qua. Hai cái sợi len thừa này các bạn sẽ móc dấu kìm phía sau cho mình. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Tiếp theo đó mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp là chân thứ 2. Sẽ đâm kim vào chân thứ 2 là chân kế tiếp này. Và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, các bạn lại móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau đó, mình lại tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi dời. Tiếp tục, các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau đó, đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi dời. Ở những chân còn lại thì các bạn cứ lặp lại như vậy. Các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân kế tiếp, móc một mũi dời.
Rồi, sau khi các bạn đã móc một mũi dời vào cái chân cuối cùng thì các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó mình sẽ đâm kim vào ở cái chân đầu tiên, là cái chân mình kéo lên qua. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi dời. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Và các bạn sẽ kéo cái len này dài ra một tí xíu và mình sẽ cắt len này tại đây. Cái phần len thừa, hai cái sợi len thừa lúc đầu, bây giờ các bạn có thể cắt ngắn nó đi. Còn cái sợi len xanh thừa này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái kim khâu len để mình giấu nó đi. Tiếp tục thì các bạn lại lấy cho mình một đoạn len màu đỏ, sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Cái phần len thừa này các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn dài ha. Rồi. Tiếp tục thì các bạn sẽ móc lên cho mình tầm 25 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24 và 25. Rồi, ở đây mình vừa móc xong 25 mũi móc xích. Tiếp tục thì các bạn sẽ kéo cái len này dài ra và mình sẽ cắt len này tại đây. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ may hai cái đầu dây này vào cái phần trái dâu mình vừa móc. Mình sẽ sử dụng kim khâu len để mình may nó vào ha. Rồi, sau khi may xong thì các bạn có thể giấu cái phần len thừa này đi. Rồi, mình sẽ may tiếp cái phần đầu dây bên kia. Rồi, sau khi may xong thì mình lại may giấu cái phần len thừa này đi. Tiếp tục thì các bạn sẽ cắt lấy cho mình một đoạn len màu trắng. Rồi mình sẽ luồn qua một cái kim khâu len. Bây giờ mình sẽ may những cái chấm trắng ở trên cái phần túi dâu này. Sau khi may xong thì mình sẽ buộc hai cái đầu len này lại với nhau. Mình sẽ cắt cái phần len thừa này đi.
Rồi, mình để hướng dẫn xong cho các bạn móc cái phần túi dâu ha.